Em Hiếu xe đạp Nhật Bản chào các bạn đã quay trở lại với kênh của em nha các bạn ơi. Hôm nay em lên chiếc van rất độc nha các bạn, cái màu này đẹp lắm nha. Đây hôm nay lên có một chiếc à. Màu rất là độc nha. Màu xanh đột chúa rất là sáng nha các bạn. Rồi em van này là khung nhôm và càng nhôm nha các bạn. Khung nhôm càng nhôm van R3. Van đời mới nha. Khung nhôm càng nhôm đi 3 dĩa 8 clip nha các bạn. Của Shimano Antus nha. Rồi xe đã canh chỉnh hết rồi, xe rất đẹp. Đó, xe rất đẹp nha, em sẽ quay nhanh một chiếc này nha các bạn. Rồi, bán rẻ nha các bạn ơi. Đây. Đã canh chỉnh nha các bạn. Rất là nhẹ nhàng, đi đâu không tăng là được sáng bóng luôn. Đó. Shimano Antus. Những cộng dây zin nè. Bao tay zin luôn nha các bạn. Đây chén cổ đó, em van van nét kép này, những màu rất rộng nha, chạy xíu ngay đây nha các bạn. Rồi có cái gọng nước của van luôn nè, xe nguyên zin hay nguyên xe nha các bạn. R3 đó, chiếc xe màu đẹp lắm các bạn ơi, màu là màu Miner nha các bạn. Đó, cái nền nét kép 2 tầng và theo xe của van luôn nè các bạn. Rồi vỏ zin theo xe luôn nè, Taminox sơn kính điện, cái mở nhanh, cái đầm nhôm. Rồi càng thắng test chô. Đây. Cái mở nhanh của cái yên nha các bạn. Rồi cái yên zin luôn nè. Yên zin cực kỳ đẹp luôn. Đó. Xe rất đẹp nha các bạn. Cái nền sau cũng là S kép nè, 2 tầng của van nha các bạn ơi. Vỏ nè. Vỏ zin theo xe, vỏ trước vỏ sau zin theo xe 728C nha. Đây cái phản quang màu đỏ zin theo xe. Clip nè, 8 clip nha các bạn. Rồi cái clip này hơi dơ nè. Đó, giờ vệ sinh lại nha các bạn. Đó, 8 clip, không một miếng nào luôn. Shimano Antus. Chuyển dĩa nè, dò dĩa xem nè. Shimano. Rất đẹp, bảo vệ nè, rất đẹp nha. Rồi em sẽ quay mặt bên đây nha các bạn xem. Màu này màu xanh Miner nha các bạn. Màu này ra nắng rất nổi luôn. Chân chống zin theo xe, đùm nhôm. Nền nhôm 2 tầng nè. Size của xe này là size M nha. Rồi có cái tem cảnh sát luôn nha các bạn. Đó, van. Tổng quan thì không có chạy xước nhiều. Đó. Chiếc xe zin. Tổng quan không chạy xước nhiều nha. Size M, rồi giờ dễ bên đây nè. Đẹp lắm các bạn. Size này thì 1m từ 1m62 trở lên nha, 1m72 tới 1m62 tới 1m72 nha các bạn. Xe rất đẹp. Quay nhanh cho các bạn chốt nha. Hôm nay lên một chiếc xe cái màu rất là độc nha các bạn. Cái màu này các bạn chạy ngoài nắng là nổi nhất con đường luôn. Đó. Chiếc xe này khung nhôm càng nhôm nha. Rất đẹp. À, còn hai miếng mũ luôn nè. Nguyên zin. Đó. Đó. Ốc tán của nó rất là đẹp các bạn. Thắng đã kiểm tra hết rồi, thắng rất ok các bạn. À, thắng đã kiểm tra hết rồi, rất ok, đùm niền rồi rất là mới. Rồi quay nhanh cho các bạn chiếc xe luôn. À, yên zin theo xe rất đẹp nha các bạn, xe đẹp lắm. Rồi em van, rồi em van này 7 triệu nha các bạn ơi. Các bạn quan tâm thì alo cho em Hiếu nha, 0975158377. Số Zalo của em là số này luôn nha. 7 triệu nha các bạn. Em van màu rất là độc các bạn. Đó, nguyên zin nha các bạn ơi. Từ cái bánh, cái nền, cái tay cầm. Bộ ấm xả nguyên zin luôn nha, cộng sơn nguyên zin luôn. Cộng sơn rất đẹp. Đó, cộng sơn nguyên zin nha, không rơ nha các bạn. Đó, toàn đồ zin không các bạn ơi. Con này rất đẹp. 7 triệu nha các bạn. Bạn quan tâm alo cho em Hiếu nha. Rồi cuối clip em Hiếu xin chúc các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe nha các bạn. Hẹn gặp các bạn ở những video clip sau. Xin chào.